quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự trưa nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Thừa Thiên Huế. Hôm nay ngày 1 tháng 5, chương trình sẽ có những nội dung đáng chú ý sau. Tranh thủ các doanh nghiệp nghỉ lễ, công ty điện lực Thừa Thiên Huế đã huy động nhân lực, thiết bị thực hiện các hạng mục công tác trên lưới điện tại khu công nghiệp Phú Bài, đảm bảo cung cấp điện ổn định cho sản xuất kinh doanh và sinh hoạt người dân trong cao điểm mùa nắng nóng. Ngày hội trải nghiệm các ngành nghề truyền thống tạo thêm cho các em thiếu nhi một sân chơi thú vị trong những ngày nghỉ và giúp các em tìm hiểu những nét đẹp văn hóa, ngành nghề truyền thống của quê hương. Nhiều nghệ nhân ở A Lưới, trong đó có nghệ nhân Nguyễn Văn Dơ, luôn trăn trở và tìm cách để gìn giữ, bảo tồn âm vang nhạc cụ cho thế hệ trẻ. Thưa quý vị và các bạn, hôm nay ngày 1 tháng 5 là ngày kỷ niệm và ngày hành động của phong trào công nhân và người lao động trên toàn cầu. Lịch sử ngày quốc tế lao động 1 tháng 5 bắt nguồn từ Chicago, một thành phố công nghiệp nổi tiếng của Mỹ. Từ đó, ngày 1 tháng 5, ngày quốc tế lao động cũng là dịp nghỉ ngơi để rồi trở lại với công việc một cách nhiệt thành, đầy sáng tạo như tinh thần bất diệt trường tồn của ngày nghỉ lễ đặc biệt này. Mặc dù là ngày nghỉ lao động, tuy nhiên, tranh thủ các doanh nghiệp nghỉ lễ, sáng nay công ty điện lực Thừa Thiên Huế đã huy động nhân lực, thiết bị thực hiện các hạng mục công tác trên lưới điện tại khu công nghiệp Phú Bài. Ngoài ra, để đảm bảo cung ứng điện mùa khô năm 2024, công ty điện lực Thừa Thiên Huế đã và đang triển khai đồng bộ các phương án sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống, đảm bảo cung cấp điện ổn định và liên tục suốt mùa nắng nóng, góp phần vào phát triển kinh tế xã hội ở địa phương. Ngày nghỉ quốc tế lao động 1 tháng 5, thời điểm người lao động tại các doanh nghiệp được nghỉ, công tác trên lưới điện sẽ ít ảnh hưởng đến nhu cầu sử dụng điện phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp của khu công nghiệp, nên công ty điện lực Thừa Thiên Huế đã huy động nhân vật lực để thực hiện công tác duy tu bảo dưỡng hệ thống điện tại cùng khu công nghiệp Phú Bài, thị xã Hương Thủy. Từ 6 giờ 30 sáng, công ty điện lực Thừa Thiên Huế đã huy động tổng cộng hơn 28 nhân lực chia thành 7 nhóm công tác, 4 xe thiết bị và các dụng cụ khác để thực hiện các hạng mục công tác trên lưới điện tại khu công nghiệp Phú Bài, bao gồm xử lý tồn tại trên đường dây 22 kV, các xúc tuyến tại khu công nghiệp Phú Bài, xử lý tiếp xúc tại các vị trí phản nhiệt, vệ sinh xử lý tiếp xúc, kiểm tra mức dầu các trạm biến áp, xử lý tiếp xúc đầu cảm ngầm, thay chống sẹt vang, bọc FCO nhằm đảm bảo chất lượng cung cấp điện, hạn chế đến mức thấp nhất ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp. Để đảm bảo cung cấp điện an toàn ổn định liên tục cho các khách hàng quan trọng như khu công nghiệp Phú Bài và được sự quan tâm của lãnh đạo công ty điện lực Thừa Thiên Huế, của công ty của điện lực Hương Thủy, hôm nay ngày 1 tháng 5, ngày quốc tế lao động, đơn vị chúng tôi thường xuyên tổ chức kiểm tra bảo dưỡng các điểm có tiềm ẩn nguy cơ xảy ra sự cố để đảm bảo phục vụ điện một cách tốt nhất cho khách hàng, nâng cao sự phát triển về vấn đề kinh tế của tỉnh nhà. Khu công nghiệp Phú Bài là khu vực tập trung cả khách hàng sử dụng điện trọng điểm của điện lực Hương Thủy nói riêng và công ty điện lực Thừa Thiên Huế nói chung. Vì vậy, việc thường xuyên thực hiện các công tác bảo trì, bảo dưỡng nhằm đảm bảo lưới điện tại khu công nghiệp Phú Bài vận hành một cách an toàn, ổn định là rất cần thiết. Khu công nghiệp Phú Bài là khu công nghiệp trọng điểm của tỉnh, hiện có 39 khách hàng lớn của PC Thừa Thiên Huế với tổng sản lượng điện tiêu thụ quý 1 năm 2024 đạt hơn 82 triệu kW, chiếm hơn 18% sản lượng điện tiêu thụ trên toàn tỉnh. Với cái đặc thù là cụm công nghiệp sẽ cấp điện liên tục để phục vụ việc sản xuất của các cơ sở. Do vậy, cái việc mà cắt điện để duy tu bảo dưỡng cũng như vệ sinh các thiết bị trên trục tuyến là điều hết sức khó khăn. Hôm nay, ngày 1 tháng 5, thì nhân dịp các doanh nghiệp cho người lao động được nghỉ lễ, thì công ty điện lực Thừa Thiên Huế đã chủ động bố trí cắt điện để tổng vệ sinh bảo dưỡng và khắc phục những cái khiếm khuyết trên lưới điện nhằm cung ứng điện cho khách hàng ở cụm khu công nghiệp nói riêng và toàn cho nhân dân toàn tỉnh nói chung một cách ổn định, an toàn nhất. Trong bối cảnh ảnh hưởng cực đoan từ hiệu ứng El Nino, nắng nóng gay gắt sẽ kéo dài trong thời gian tới. Việc đảm bảo cung ứng điện an toàn, ổn định, phục vụ phát triển kinh tế xã hội và sinh hoạt sản xuất của người dân, doanh nghiệp trên địa bàn được điện lực chú trọng khi đã chủ động sớm triển khai rộng rãi các giải pháp đảm bảo cung cấp điện cho mùa khô năm 2024. Các đơn vị trực thuộc đã tăng cường kiểm tra tình hình mang tải của các máy biến áp, các tuyến đường dây cấp điện, dự báo tình hình mang tải và xây dựng các phương thức vận hành trong các tình huống sự cố lưới điện, đẩy mạnh công tác kiểm tra nguồn và lưới điện, khẩn trương hoàn thành các công tác sửa chữa, bảo trì lưới điện ngay trong quý 1 năm 2024, kiểm tra củng cố lưới điện, tăng cường kiểm tra ngày đêm, kết hợp sử dụng camera nhiệt. Điện lực
Thừa Thiên Huế thì thường xuyên tổ chức các cái đợt kiểm tra các đường dây thiết bị trên tuyến bằng những cái trang thiết bị tiêu dùng như máy PD, máy camera nhiệt, flycam để với mục đích là sẽ kiểm tra và tầm soát tất cả những cái nguyên nhân tiềm ẩn gây sự cố cho lưới điện, làm gián đoạn quá trình cung ứng điện để kịp thời lên phương án khắc phục và hạn chế tối thiểu những cái sự cố do mất kiểm soát gây ra. Cùng với việc đầu tư hoàn thiện hạ tầng lưới điện và các giải pháp quản lý vận hành nhằm thích ứng an toàn, linh hoạt với các diễn biến bất thường của thời tiết, Điện lực Thừa Thiên Huế cũng đã tăng cường phối hợp với cơ quan truyền thông trên địa bàn tỉnh, tuyên truyền, khuyến cáo đến mọi người về nội dung sử dụng điện trong mùa nắng nóng an toàn tiết kiệm. Qua đó, chủ động trước mọi tình huống diễn biến phức tạp của thời tiết, đảm bảo cấp điện an toàn, ổn định, liên tục, đáp ứng hiệu quả nhu cầu sử dụng điện ngày càng tăng cao của khách hàng, nhất là trong mùa nắng nóng hàng năm. Cũng trong dịp nghỉ lễ 30 tháng 4 và Ngày Quốc tế Lao động 1 tháng 5, ngay bên cạnh khu vực Đà Nội Huế, ngày hội trải nghiệm các ngành nghề truyền thống đã được phường Đông Ba thành phố Huế tổ chức, đã giúp các em thiếu nhi có một sân chơi thú vị trong những ngày nghỉ và tìm hiểu được những nét đẹp văn hóa, ngành nghề truyền thống của quê hương. Ngay từ sáng sớm, một khu vực nhỏ được trang trí rực rỡ trên đoạn đường Đoàn Thị Điểm đã nhộn nhịp tiếng nói cười. Đó là không gian trải nghiệm nghề truyền thống Huế do phường Đông Ba tổ chức. Hào hứng khi lần đầu tiên được tự tay tạo ra những sản phẩm thủ công truyền thống dưới sự hướng dẫn của các nghệ nhân, đó là những cảm nhận chung của tất cả các học sinh tham gia hoạt động trải nghiệm lần này. Trong dịp nghỉ lễ thì em đến với cùng với các bạn của em và em đã được trải nghiệm đến với các làng nghề truyền thống như là lâm nón, lâm lấn, nón bánh chưng, bánh dày. Em cảm thấy là đây là những cái hoạt động nó rất là bổ ích, phù hợp với có thể giúp truyền bá các cái hoạt động làng nghề truyền thống đến với du khách gần xa. Tại ngày hội, các bạn nhỏ sẽ được tham gia các hoạt động trải nghiệm như gói bánh chưng, bánh in, làm hoa giấy thanh tiên, làm nhang trầm, làm nón lá, thêu tranh. Tại buổi trải nghiệm nghề truyền thống, các em học sinh không chỉ tự làm quen với các công đoạn làm nên các sản phẩm truyền thống, mà còn được trực tiếp trò chuyện với các nghệ nhân để hiểu hơn về nghề truyền thống của quê hương. Chương trình ngày hội trải nghiệm nghề truyền thống Huế năm nay được tổ chức là năm thứ ba, tiếp nối thành công của chương trình năm thứ nhất và năm thứ hai. Và chương trình sẽ được diễn ra trong kỳ nghỉ lễ 30 tháng 4 một năm. Đây là dịp nghỉ lễ lớn và tập trung du khách trong và ngoài nước đến tham quan và trải nghiệm Huế. Địa điểm này thì tổ chức thì tập trung nhiều du khách và bà con nhân dân đến tham quan Đại Nội sẽ đi ngang địa điểm này để cùng vào và cùng có một địa điểm cho các cháu là trải nghiệm các ngành nghề truyền thống, trải nghiệm các trò chơi dân gian nhằm quảng bá hình ảnh văn hóa Huế. Thời gian qua, bên cạnh các nghề vẫn được gìn giữ phát triển trong xã hội hiện đại, thì một số nghề truyền thống đã dần mai một. Việc vun đắp tình yêu nghề truyền thống cho lớp trẻ có ý nghĩa hết sức quan trọng, vừa giúp các em tìm hiểu sâu hơn về giá trị văn hóa, giá trị lịch sử của vùng đất cổ đô, vừa góp phần tích cực trong việc gìn giữ, bảo tồn những nét đẹp văn hóa truyền thống của quê hương. Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam vừa công bố số liệu cho thấy trong tháng 4 vừa qua, lượng khách quốc tế vẫn duy trì ở mức tốt, đạt trên 1,5 triệu lượt. Tính chung 4 tháng đầu năm, tổng lượng khách quốc tế đến Việt Nam đã đạt 6,2 triệu lượt, tăng 68,3% so với cùng kỳ năm ngoái. So sánh với thời điểm trước dịch COVID-19, tổng lượng khách quốc tế trong 4 tháng đầu năm nay cao hơn 3,9%, cho thấy sự phục hồi và phát triển rất tốt của thị trường du lịch Việt Nam. Hiện Hàn Quốc vẫn là thị trường gửi khách lớn nhất của Việt Nam với 1,6 triệu lượt, chiếm 25,8%. Trung Quốc xếp ở vị trí thứ hai đạt 1,25 triệu lượt, chiếm 20%. Về khách nội địa, tháng 4 đạt 10,5 triệu lượt, tổng lượng khách du lịch nội địa trong 4 tháng đầu năm đạt trên 40 triệu lượt, tổng thu ước đạt trên 271.000 tỷ đồng. Thưa quý vị và các bạn, là điểm để du lịch tiết kiệm nhất cả nước. Trong dịp nghỉ lễ 30 tháng 4 và 1 tháng 5, Thừa Thiên Huế đã trở thành địa phương được nhiều người lựa chọn đến tham quan, trải nghiệm, nghỉ dưỡng. Số liệu thống kê nhanh của Sở Du lịch cho biết có khoảng 10.000 lượt khách đã đến Huế trong dịp này. Trong đó, lượng khách đặt phòng lưu trú ước đạt 58.000 lượt với khoảng 43.000 khách nội địa và 15.000 khách quốc tế. Tổng doanh thu ước đạt 170 tỷ đồng. Công suất phòng bình quân của các cơ sở lưu trú du lịch đạt 85%. Hầu hết các khách sạn và homestay đã chuyển phòng từ ngày 27 tháng 4 đến ngày 30 tháng 4. Dịp lễ này tại Thừa Thiên Huế cũng đã diễn ra nhiều hoạt động đặc sắc như tuần lễ ẩm thực truyền thống Huế 2024 hay chương trình Thuận An biển gọi.
Theo Sở Du lịch tỉnh Thừa Thiên Huế, khách du lịch ngày càng có nhu cầu từ đi du lịch đến Huế, bởi cố đô Huế là điểm đến du lịch tiết kiệm nhất và có các điểm du lịch mới như Điện Kiến Trung, Đại Nội Huế, trải nghiệm các sản phẩm du lịch biển, đầm phá, suối, thác. Vốn FDI thực hiện 4 tháng tiếp tục tăng cao, xuất khẩu rau quả 4 tháng vượt 1,8 tỷ đô la Mỹ là những thông tin đáng chú ý trong cùng tin sau. Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI thực hiện tại Việt Nam 4 tháng đầu năm 2024 ước đạt 6,28 tỷ đô la Mỹ, tăng 7,4% so với cùng kỳ. Đây là số vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thực hiện cao nhất của 4 tháng đầu năm trong 5 năm qua. Trong đó, công nghiệp chế biến chế tạo đạt 4,93 tỷ đô la Mỹ, chiếm 78,5% tổng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thực hiện. Hoạt động kinh doanh bất động sản đạt 607,6 triệu đô la Mỹ, chiếm 9,7%. Sản xuất, phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước và điều hòa không khí đạt 259,8 triệu đô la Mỹ, chiếm 4,1%. Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, kim ngạch xuất khẩu rau quả trong tháng tư này ước đạt 520 triệu đô la Mỹ, tăng 33,9% so với cùng kỳ năm ngoái. Lũy kế 4 tháng, xuất khẩu ngành hàng này mang về 1,804 tỷ đô la Mỹ, tăng 32,1%. Rau quả xuất khẩu lợi nhuận trong cả nước và đã tăng trưởng được nối tiếp trong 4 tháng đầu năm. Theo Hiệp hội Rau quả Việt Nam, đóng góp lớn vào kim ngạch rau quả vẫn là mặt hàng sầu riêng. Riêng trong năm ngoái, loại quả này đóng góp hơn 2,2 tỷ đô la Mỹ vào doanh thu xuất khẩu toàn ngành trên 5,6 tỷ đô la Mỹ. Thưa quý vị và các bạn, xác định cải cách hành chính là một trong những nhiệm vụ trọng tâm để đẩy mạnh thực hiện khâu đột phá về cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tạo động lực thúc đẩy kinh tế xã hội tại địa phương. Thời gian qua, tỉnh đã triển khai nhiều giải pháp đẩy mạnh cải cách hành chính, trong đó trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính để nâng cao tỷ lệ hài lòng đối với người dân và doanh nghiệp. Thừa Thiên Huế là tỉnh có chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh PAPI đứng đầu cả nước năm 2023. Kết quả này thể hiện được sự hài lòng của người dân trong việc thực thi chính sách pháp luật của nhà nước, quản trị địa phương và cung ứng dịch vụ hành chính công của chính quyền tỉnh. Hầu hết các chỉ số thành phần của tỉnh đều nằm trong top đầu của toàn quốc. Đáng chú ý là một số chỉ số như tham gia của người dân ở cấp cơ sở, công khai minh bạch, trách nhiệm giải trình với người dân, kiểm soát tham nhũng trong khu vực công, cung ứng dịch vụ công. Kết quả các chỉ số PAPI cho thấy sự thông thoáng trong môi trường kinh doanh, sự năng động, sáng tạo, giảm nghĩ giảm làm của người đứng đầu và là tiền đề thu hút đầu tư vào tỉnh. Phải nói rằng cái sự đánh giá của Trung ương đối với chỉ số PAPI thì nêu lên được cái sự điều hành hiệu quả và năng động của chính quyền địa phương tỉnh Thừa Thiên Huế. Cái này được thể hiện ở mấy cái yếu tố. Một là sự vào cuộc quyết liệt của hệ thống chính trị, của hệ thống chính quyền điều hành. Cái thứ hai đó là các cái giải pháp để đáp ứng được các yêu cầu, nguyện vọng của người dân. Doanh nghiệp sản xuất dầu tràm Kim Vui cho biết, sau hơn 30 năm có mặt trên thị trường, giờ đây điều mà doanh nghiệp dễ dàng nhận thấy là có sự đồng hành của chính quyền các cấp trong các hoạt động. Chính quyền đã có trách nhiệm hơn trong việc giải quyết kịp thời những vướng mắc của doanh nghiệp cũng như hỗ trợ các dịch vụ công. Trong thời gian vừa qua thì theo như tôi nhìn nhận về cá nhân tôi thì chính quyền của tỉnh Thừa Thiên Huế đã luôn luôn đồng hành và sát cánh thân thiện với doanh nghiệp và tạo điều kiện rất nhiều các lĩnh vực, đó là thủ tục hành chính và hỗ trợ cấp thiết cho doanh nghiệp để ngày càng phát triển và tạo điều kiện thông thoáng để doanh nghiệp ngày càng được vươn xa hơn. Những doanh nghiệp mới khởi nghiệp với những khó khăn ban đầu cũng được chính quyền tích cực hỗ trợ. Tại Trung tâm Hành chính công tỉnh, khi đến giao dịch các dịch vụ công tại đây, chị Lê Đoàn Thu Phương, công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ Tàn Huế cũng đã được cán bộ phòng đăng ký kinh doanh, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh hướng dẫn các bước đăng ký. Chỉ trong vài phút, chị đã hoàn thành thủ tục điều chỉnh ngành nghề kinh doanh mới phù hợp. Doanh nghiệp hài lòng với thủ tục hành chính quá đơn giản và thuận lợi. Em thấy rất là thuận lợi luôn. Có nghĩa là mọi người hướng dẫn một cách rất là chi tiết thì bọn em có thể là đăng ký dễ dàng. Đồng thời là giả sử mà nếu như có thiếu gì thì ngay trong cái hệ thống họ sẽ báo lỗi là để cho mình chỉnh sửa ngay lập tức. Và đồng thời là khi mà có kết quả thì họ sẽ gửi về mail cho chúng em. Thì chúng em cũng dễ là sửa chữa hoặc là cung cấp bổ sung hoặc là nhận được cái kết quả luôn. Và đồng thời là hành chính công cũng có hỗ trợ gọi là gửi kết quả trực tiếp về trụ sở. Với hơn 1 triệu dân và khoảng 7.000 doanh nghiệp trong và ngoài nước hoạt động, do vậy, nhu cầu về giải quyết thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh là rất lớn.
năm 2024, Ủy ban Nhân dân tỉnh, các sở ban ngành đã chủ động thực hiện việc rà soát, đánh giá thủ tục hành chính nhằm phát hiện thủ tục hành chính, quy định hành chính không cần thiết, không hợp lý, gây khó khăn cho hoạt động sản xuất kinh doanh và đời sống của người dân để duy trì chỉ số quản trị hành chính công cấp tỉnh PAPI dẫn đầu cả nước. Các cơ quan đơn vị thì sẽ tập trung xây dựng kế hoạch để chúng ta thực hiện tốt các cái nội dung liên quan đến cái việc tiếp tục giữ vững và phát huy các cái nội dung quan trọng của chỉ số PAPI. Bên cạnh đó thì tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn cho người dân, doanh nghiệp, cho cộng đồng được nắm bắt các cái nội dung liên quan đến PAPI với cái vai trò là người dân, doanh nghiệp cùng tham gia với chính quyền địa phương để chúng ta làm lành mạnh hóa, minh bạch hóa và tổ chức hiệu quả việc điều hành của chính quyền. Thừa Thiên Huế tiếp tục các giải pháp hiệu quả để nâng cao kết quả các chỉ số PAPI. Đây là cách tốt nhất để nâng cao niềm tin của người dân và cộng đồng doanh nghiệp và sự điều hành của chính quyền địa phương các cấp. Đồng thời, tạo sự gắn kết giữa người dân và cả cơ quan nhà nước, xây dựng một nền hành chính phục vụ nhân dân. Phần cuối chương trình là những tin tức đáng chú ý khác. Những ngày vừa qua, tình trạng ít mưa, nắng nóng gay gắt đã diễn ra trên phạm vi cả nước. Nhiều địa phương đã tăng cường biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng. Theo đó, các địa phương, trong đó có Thừa Thiên Huế, tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước của chính quyền cơ sở về quản lý bảo vệ rừng, xác định công tác quản lý bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng là nhiệm vụ thường xuyên để tập trung lãnh đạo chỉ đạo. Địa phương nào để xảy ra cháy rừng, phá rừng, khai thác rừng trái pháp luật do buông lỏng quản lý, chủ quan thiếu trách nhiệm thì Chủ tịch Ủy ban dân huyện, quận nơi đó phải chịu trách nhiệm. Các địa phương, ban quản lý rừng, kiểm lâm tổ chức trực ban, phân công lực lượng ứng trực 24/24 giờ trong giai đoạn cao điểm mùa khô, tăng cường công tác tuần tra, canh gác, phát hiện sớm lửa rừng và đảm bảo lực lượng ứng trực sẵn sàng huy động lực lượng tại chỗ xử lý ngay khi cháy rừng xảy ra. Thưa quý vị và các bạn, từ bao đời nay, những âm thanh đặc sắc của khen, trống, chiêng và các loại nhạc cụ khác là thứ không thể thiếu trong đời sống văn hóa tinh thần của đồng bào các dân tộc thiểu số ở A Lưới. Trước thực trạng hiện nay không còn nhiều người làm chế tạo, biết chơi nhạc cụ truyền thống, nhiều nghệ nhân ở A Lưới luôn trăn trở và tìm cách để gìn giữ, bảo tồn âm vang nhạc cụ cho thế hệ trẻ. Đối với đồng bào Paco, nghệ nhân Nguyễn Văn Dơ, xã Hồng Bắc, huyện A Lưới là một trong số ít người gắn bó và làm được nhiều loại nhạc cụ truyền thống dân tộc. Trong cuộc đời mình, ông đã dành hơn 30 năm để nghiên cứu, chế tạo các nhạc cụ truyền thống và trở thành một nghệ nhân sáng tác nhạc cụ của các dân tộc huyện A Lưới. Từ chiếc khen, chiếc trống có vẻ đơn giản, nhưng để chế tạo được nó đòi hỏi người nghệ nhân phải hết sức công phu và tỉ mỉ, đặc biệt là phải có tình yêu, sự đam mê với âm nhạc của dân tộc mình. Mình thì rất là đam mê về nghệ thuật, các loại âm nhạc là nhân gian. Thời lúc nhỏ thì đối diện với PKG là nhiều học hỏi mấy cụ già đi trước. Bây giờ chứ mình đã học đã là trưởng thành, là chế tạc mấy loại nhạc, cả chục loại nhạc cụ, hoặc là trill này, khen này, là thanh la này. Thanh la không phải là mình chế tạc mà mình tự sử dụng được, mình đánh được, dùng được. Còn trong là mình tự làm, nói chung là các loại mình là chỉ thanh la mình không làm được, còn cái chỉ họ làm là làm được. Nói chung thì riêng PKG là rất là đam mê. Bên cạnh mày mò tìm cách chế tạo lại những bộ nhạc cụ quý ngày xưa đã thất lạc trong dân gian, nghệ nhân Nguyễn Văn Dơ là cây văn nghệ, người chơi được nhiều loại nhạc cụ, hát nhiều làn điệu của đồng bào. Cũng chính ông đã tìm tòi trong dân gian những lời nhạc, vần thơ của đồng bào để có thể sáng tác truyền lại cho những người yêu nhạc, đặc biệt là lớp thanh niên trong bản làng. Là mình là truyền đạt dạy lại là cho con em sau này, không giữ thì lại là mấy ông cụ nó đi trước rồi là mất hết, toàn rỉ đá hết. Mà còn giờ chưa là giờ là tuổi bây giờ còn dương cái giờ này là 50 tuổi rồi mà không dạy, không là bảo tồn cái này là không được. Con em sau này là không là mất gốc. Em cũng mong muốn thế hệ trẻ thời nay và cũng như là chính em thì cũng mong các bạn thanh niên đoàn viên cũng sẽ tìm hiểu, được tìm hiểu sâu về các nhạc cụ của thời dân tộc xưa. Thì sau khi tìm hiểu các bạn kỹ để cho các bạn được có thể như giới thiệu cho các bạn đoàn viên thanh niên ở các dân tộc khác để hiểu hơn về các nhạc cụ của dân tộc mình.
Thời gian qua, huyện A Lưới đã phối hợp với các địa phương, nghệ nhân mở các lớp học truyền thụ nghề cho thanh thiếu niên yêu thích nghề truyền thống với mong muốn sẽ truyền lại cho thế hệ trẻ nét đẹp bản sắc văn hóa của dân tộc mình. Đồng thời thông qua các chương trình lễ hội, hoạt động văn hóa, tổ chức trưng bày, giới thiệu các sản phẩm gốm truyền thống cho người dân và du khách biết và hiểu thêm các loại hình văn hóa đồng bào. Tiếp tục mở các lớp truyền dạy, dân ca, dân nhạc, dân vũ. Mà trong đó thì cũng tập trung về dân nhạc. Ở lồng ghép với cái chương trình ca nhạc thì mình tổ chức tuyên truyền cho bà con, để cho lớp trẻ người ta biết được về giá trị bản sắc văn hóa dân tộc, trong đó có nhạc cụ truyền thống dân tộc. Đồng thời thì trong khi mà mình mở lớp truyền dạy thì mình có cái sự hỗ trợ về kinh phí, nó không nhiều nhưng mà đó gọi là động viên tinh thần cho các nghệ nhân trẻ để an tâm học tập, tiếp thu những cái tinh hoa văn hóa dân tộc mình một cách cơ bản nhất. Tài năng, nhiệt huyết của người yêu văn hóa dân tộc, trong đó có nghệ nhân Nguyễn Văn Dơ, đã lan tỏa nét đẹp của các loại nhạc cụ truyền thống đến với công chúng, và hơn thế là góp phần vào việc gìn giữ, bảo tồn, truyền nối các giá trị truyền thống cho các thế hệ mai sau. Để trên dải Trường Sơn, những làn điệu, câu hát, âm vang của các nhạc cụ truyền thống dân tộc sẽ còn vang mãi. Những thông tin về tình hình thời tiết trong ngày cũng sẽ khép lại chương trình thời sự trưa nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại. Ngày hôm nay tại Thừa Thiên Huế tiếp tục xảy ra nắng nóng đặc biệt gay gắt trên diện rộng với nhiệt độ cao nhất từ 40 đến 42 độ, độ ẩm thấp nhất từ 30 đến 45%. Trong ngày mai, ngày 2 tháng 5, nhiệt độ giảm khoảng từ 3 đến 6 độ. Từ ngày 6 đến ngày 8 tháng 5, nhiệt độ giảm, nắng nóng gián đoạn và chỉ còn xảy ra cục bộ ở một vài nơi trong tỉnh. Thời tiết nắng nóng với nền nhiệt độ cao, độ ẩm không khí thấp sẽ rất nguy hiểm cho sức khỏe của con người, đặc biệt là người già, trẻ em và những người có thể trạng yếu. Để đảm bảo sức khỏe, người dân cần hạn chế di chuyển hoặc lao động ngoài trời trong khoảng thời gian từ 11 đến 15 giờ để tránh bị say nắng, sốc nhiệt hoặc có thể gây đột quỵ. Các địa phương cần chủ động đề phòng nguy cơ xảy ra cháy rừng, cháy nổ trong khu dân cư và các chợ do nhu cầu sử dụng điện tăng cao đột biến, đặc biệt trong giờ cao điểm.